Thưa anh em, chúc mừng anh em, chúng ta đã không còn phải anh nằm 2-3 ngày tại các trạm đăng kiểm để tiến hành đăng kiểm cho con chiếc xe sắp hết hạn đăng kiểm của chúng ta nữa. Mà hiện tại thì vừa qua ngày 3 tháng 6 2023 thì Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư cho phép gia hạn chu kỳ đăng kiểm đối với xe ô tô con đến 9 chỗ, chở người đến 9 chỗ. Và còn thời hạn đăng kiểm trên tem đăng kiểm cũng như là giấy kiểm định từ ngày 3 tháng 6 2023 trở đi. Đối với những anh em nào mà ngày 2 tháng 6 2023 xe hết hạn đăng kiểm thì coi như là không được nha. Đó. Thì việc in cái giấy xác nhận kiểm định này rất là đơn giản thôi. Chúng ta hãy truy cập vào trang web của cục đăng kiểm gia hạn xcg.vr.org.vn. Sau đó sẽ màn hình hiển thị ra thì chúng ta sẽ nhập biển số xe này, rồi số seri trên giấy kiểm định này và mã xác thực. Sau đó chúng ta nhấn xác thực. Thì nếu mà xe của chúng ta nằm thuộc cái diện được gia hạn đăng kiểm thì nó sẽ hiển thị ra thông tin xe của chúng ta, và ở bên dưới nó có dòng là chiếc xe của anh chị sẽ được gia hạn kiểm định tới ngày bao nhiêu đó, và một đường link để anh em mình nhấn vô và in cái giấy xác nhận thời gian đăng kiểm ra. Thì sau khi in ra chúng ta sẽ kẹp với cái giấy tờ đi đường hiện tại của chúng ta mà chúng ta di chuyển thôi. Rất là đơn giản, rất là dễ. Anh em lưu ý nha, khi mà chúng ta truy cập vào trang web gia hạn xcg.vr.org.vn thì nó sẽ hiện chạy một cái đường chữ màu đỏ thể hiện là họ đặt cục đăng kiểm đã update những chiếc xe có đăng kiểm tới ngày bao nhiêu rồi. Thì nếu anh em mình thuộc cái chế đó thì hãy nhập tiếp theo, còn nếu mà chưa thì anh em chờ thêm vài ngày. Thì thực ra nếu anh em chuẩn bị hết hạn đăng kiểm thì khoảng tầm trước đó vài ngày anh em mình in ra là được rồi nha. Cảm ơn anh em.